今はどうかは知りませんが、旧ソ連では映画機であることがたとられたそうです。ただし、体制的でないといけませんが、ともかく、あの人は芸術家だからとか、あの人はバレリーナだから、配給より少し余計に食べさせてやらないと可哀想だということがあったと言います。ニューヨークでも、 アーティストのためのマンションというのがあります職業はみんな平等なのにアーティストと名の付く仕事についている人は優遇されて安く住むところが用意されているのだそうです日本では優遇どころか例えば義務教育の教科の中から美術の時間はなくなるか もしくは減らされています国策として科学的発見の願う時代に美などは上なことのように思われ直接コンピューターの救空を徹底すれば足りると考えられているようですが私にはそう思いません科学的にも芸術的にも美しいものを想像しようとする感性と 必要な努力が両輪となって新しい境地を開くのです。この文章で筆者が最も言いたいことは何か ?1 外国と比べ日本では芸術が軽視されているが芸術に限らず何かを想像するためには B に対する感性を育てることが必要である2 日本の義務教育で美術の時間が減らされているのは科学的な発見の重視しコンピューターの教育が徹底されるようになったからである。3. 日本でも外国のように絵画キーやバレリーナをたっ飛びアーティストに安く住むところを提供するべきである。4. 外国と違って日本では Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài đọc đầu tiên Mà trước khi mà đọc một bài đọc nào đó thì chúng ta nên đọc phần câu hỏi cũng như là câu trả lời của bài đó để biết xem là nội dung của bài này nó sẽ nhắm vào điều gì đúng không? Câu hỏi ở đây chúng ta có là Kono bunsho de hisha ga iitai koto wa nanika Ý tức là sao nhỉ? cái nội dung của bài đọc này thì tác giả muốn nói nhất là điều gì đúng không? Rồi chúng ta đi đến với câu trả lời số 1. Gaikoku to kurabe nihon de wa geijutsu ga keishi sarete iru ga geijutsu ni kagirazu nanika o souzou suru tame ni wa bi ni tai suru kansei o sodateru koto ga hitsuyou de aru. Ừm. Ở trong này thì mọi người lướt qua một người sẽ thấy có một động từ là keishi. Keishi thì là chữ khinh và chữ thị đúng không? Có nghĩa là xem nhẹ xem nhẹ kếc tức là đang bị xem nhẹ. Rồi và mình có xuất hiện một cái ngữ pháp cũng tương đối là cũ rồi, ni kagida dự chúng ta đã xuất hiện từ trong trung cấp rồi đúng không? Ni kagida dự thì với khởi nguyên của nó là kagidự tức là giới hạn về ni kagida dự tức là ni này không bị giới hạn bởi đúng không? À, không chỉ, mình dịch đơn giản là không chỉ. Rồi và một động từ nữa đấy là sozo sozo ở đây thì có nghĩa là sáng tạo. Vậy thì cả câu này mình sẽ dịch là gì? So với cả nước ngoài thì ở Nhật Bản phần nghệ thuật đang bị xem nhẹ Nhưng mà, ở đây mình có gạ Nhưng mà Không chỉ là trong nghệ thuật Gejutsu ni kagirazu Nani ka o suru tame ni o Bi ni tai suru o sodateru koto ga hitsuyo de aru Chúng ta cần phải nuôi dưỡng Chúng ta cần phải nuôi dưỡng Cái cảm tính Đối với cả Bi, ở đây là vẻ đẹp đúng không? để có thể sáng tạo ra một cái gì đó. Rồi chúng ta đi đến câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ hai của chúng ta là Nihon no gimu kyoku de bijutsu no jikan ga herasarete iru no wa kakakuteki na hakken no jushi shi computer no kyoku ga tette sareru you ni natta kara de adu. Ở đây thì chúng ta sẽ tách để mà dịch được câu này chúng ta phải tách cái câu làm hai vế ở đây có noa ở phía trước đúng không? Thì tức là mình đang danh từ hóa cả cụm phía trước lên. Ở cuối câu này chúng ta xuất hiện là karadea tức là cái ví đằng sau là ví giải nghĩa, giải thích. Vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này là cái việc mà cái khoảng thời gian dành cho mỹ thuật ở trong các cái bậc giáo dục bắt buộc ở Nhật Bản bị giảm đi đấy là do họ đang chú trọng đến việc phát hiện phát kiến cái khoa học và đi sâu vào triệt để cái phần đào tạo về máy tính, computer nó kêu cử tế tte rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhé. Đáp án số 3. Đáp án số 3 của chúng ta là gì? Nihon demo gaikoku no yoni egaki ya ballerina o tatobi artisto ni yasuku sumu tokoro o teikyou suru beki de aru. Ở đây thì thứ nhất là chúng ta thấy xuất hiện ngữ pháp beki đúng không? Beki chúng ta đã học ở trong trung cấp rồi. Beki là phải nên đúng không? Và một động từ đấy là tatobi ở giữa câu. Ừ. Chữ cái chữ kanji của động từ này mọi người gặp rất nhiều trong chữ sonke đúng không? Nó chính là chữ tôn. Ừ, ở đây là tôn trọng, tôn kính. Vậy thì câu này sẽ dịch là cho dù là ở Nhật Bản thì cũng sẽ giống như nước ngoài, họ tôn trọng, họ đề cao cái việc vẽ tranh cũng như là ở đây mình xuất hiện một từ đấy là ballerina là việc nhảy ba lê, múa ba lê nhé mọi người. Artisto ni yasuku tức là cần phải cung cấp những cái nơi ở rẻ cho artisto artisto là gì? Là artist nha mọi người nhá, nó chính là nghệ sĩ. Rồi, và đến câu cuối cùng, Đó là Gaikoku de kokoro ni ni Ở đây thì mình thấy xuất hiện một cụm đấy là omowarigachi ở cái vế trước. Vậy thì chúng ta phải nhớ lại một cái ngữ pháp mà mình đã học ở trong trung cấp rồi đấy là gachi. Gachi là gì nhỉ? Gachi có nghĩa là thường hay xảy ra, có khuynh hướng xảy ra. Omowaredu, tức là nó là thể bị động của omoimas đúng không? Vậy tức là được nghĩ là, được cho là. Vậy omoware gachi nó sẽ mang nghĩa là thường hay được cho là. Vậy thì câu này sẽ dịch là Khác với cả nước ngoài thì ở Nhật Bản nghệ thuật thường hay được cho là cái thứ không cần thiết. Tuy nhiên là bi tức là cái vẻ đẹp hay cái chữ mỹ thì nó là một thứ vô cùng cần thiết để có thể làm cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn. ở đây mình có kokoro Yutaka yutakanser tức là làm cho tâm hồn phong phú hơn. rồi bây giờ chúng ta đã đi qua cả bốn câu trả lời trong bài này rồi. chúng ta có thể hình dung khái quát được một cái gì đó về nội dung của bài đọc. bây giờ chúng ta sẽ quay đến bài đọc nhá. Rồi phải qua đọc bài đọc vừa rồi thì mọi người thấy là xuất hiện rất nhiều những cụm từ như kiểu là sự hay là bi đúng không? Tức là nghệ thuật hay là chữ mỹ Vậy là mọi người thấy là hai cái từ này nó đều quay quanh một cái khái niệm đấy là về nghệ thuật hay là vẻ đẹp đúng không? Mọi người đọc sơ sơ qua thì mọi người cũng thấy là Nó đang so sánh ở nước ngoài và ở Nhật Bản đúng không? Về cái cái việc chú trọng về nghệ thuật ở nước ngoài và ở Nhật Bản nó khác nhau như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ xem từng câu nhá đó, mình sẽ giúp mọi người dịch từng, từng câu ra để mọi người hiểu rõ cái nội dung bài đọc này hơn 今はどうか知りませんが Kyūsōrenでは 描きであることが Ở đây thì mình có một cái cụm từ đấy là Kyūsōren Kyūsōren ở đây nghĩa là liên số so cũ mọi người ạ Một cái từ cũng tương đối là Ít dùng nhưng mà Vì trong bài đọc này xuất hiện nên là mình cũng phải học thôi Và ở cuối thì mình có Tatobareta. Thì lúc nãy mình cũng gặp từ này ở trong phần trả lời đúng không? 例え Bự Chia về thể bị động là 例え Ừ Tức là chữ tôn được Tôn kính Vậy tức là câu này sẽ dịch là Bây giờ như thế nào thì tôi không biết Đây là cách thể hiện cảm xúc của tác giả đúng không? Nhưng mà ở cái liên xô cũ ấy, Thì nghe nói rằng là Cái việc vẽ tranh rất được người ta coi trọng Tadashi à, Mọi người thấy xuất hiện ngay một cái liên từ Tadashi tức là nhưng mà đúng không? Tai se teki denai to ikemasen ga Tức là nếu như nó không đúng Thể chế thì cũng sẽ không được như thế Nhưng mà Tức là cái đoạn đầu tiên này, hai câu đầu tiên này đang nói đến Liên xô cũ, việc hội họa hay nói chung là, là nghệ thuật được coi trọng. Tomo ka kuru ano hito wa geijutsu ka dakara toka ano hito wa ballerina dakara haikyu yori sukoshi yokei ni tabesasete yaranai to kawaii sou da to iu koto ga atta to iimasu. Ừ, ở đây thì mọi người thấy có một cụm từ là yoke ni Yoke ni tức là để thừa thải ra đúng không? Rồi, câu này chúng ta sẽ dịch là Vậy là ngày xưa nghe nói là cũng có những cái chuyện Người ta nói rằng là oh, Bởi vì cái người đó là người làm nghệ thuật Hay là người đó là một cái vũ công ba lê Thế nên nếu như mà không cho họ ăn nhiều hơn một chút So với cả cái phần mà họ được cung cấp cho Thì có lẽ là sẽ hơi Kawaii so Kawaii so là gì nhỉ? Hơi đáng thương đúng không? Rồi đến câu tiếp theo New York demo Artist no tame no mansion to No ga ở New York thì cũng có những cái tòa chung cư dành riêng cho các cái người nghệ sĩ 職業はみんな平等なのにアーティストと名の付く仕事に就いている人は優遇されて安く住むところが用意されているのだそうです ở trong này chúng ta xuất hiện một từ đấy là yugu xuất so hiện ở giữa câu từ này được kết thành bởi hai chữ kanji đấy là chữ ưu yu và ưu là ngộ ưu trong ưu tiên đúng không và ngộ trong đại ngộ vậy thì hai từ này ghép lại chúng ta sẽ có một từ đấy là đại ngộ một cách hơn người bình thường đúng không ưu tiên hơn người bình thường Vậy tức là sao? Câu này sẽ dịch là mọi Các công việc thì đều giống nhau cả, đều bình đẳng cả Điều đồ đấy Tuy nhiên là những cái người mà làm những cái công việc mà nó cứ gắn cái mác là nghệ sĩ vào Thì sẽ thường được đãi ngộ hơn một cách gọi là hơn những người khác Được ưu ngộ hơn những người khác đúng không? Và nghe nói là lại còn được chuẩn bị cho những cái nơi ở rẻ hơn bình thường nữa Rồi, tiếp đến đoạn thứ hai Nhi hôn đều ạ Ừ. No 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 uhm. Câu này mọi người thấy xuất hiện một cái ngữ pháp cũng rất là quen thuộc Mà mình đã học ở trong N2 rồi Và thậm chí là có một số sách đã dạy trong N3 Đấy là Dokoroka Dokoroka dùng để diễn tả là Thậm chí không phải là A mà còn là B Ở một cái mức độ nó còn khác hơn nữa Vậy thì ở đây mình sẽ dịch là ka Tức là không chỉ là không được đại ngộ đúng không? Không chỉ là không được đại ngộ mà Giả dụ như là ở trong những cái việc Đào tạo nghĩa vụ hay tức là đào tạo theo tiêu chuẩn đào tạo bắt buộc ở Nhật Bản Trong cái sách giáo khoa Kyoka no Nakakara Thì cái thời gian cho môn mỹ thuật cũng sẽ bị rút đi, bị mất đi đúng không? hay là bị giảm bớt đi Vậy là ở Nhật mọi người thấy là cái vế ngay từ cái câu đầu tiên này đã thấy là cái vế đằng sau này thể hiện cái sự đối ngược so với cả các nước ngoài rồi đúng không? Các nước ngoài thì thậm chí là người ta còn đãi ngộ hơn người bình thường với cái những cái người làm nghệ thuật này rồi chuẩn bị nơi ở với giá rẻ cho họ này. Nhưng ở Nhật Bản này thì tác giả đang đề cập là trong cái bậc riêng bậc đào tạo thôi, họ đã rút ngắn đi các cái thời gian liên quan đến nghệ thuật như là học các môn mỹ thuật rồi này. À, chúng ta tiếp tục nhé. Kokusaku toshite 科学的発見を願う時代に, na no trong câu này, chúng ta xuất hiện một từ tương đối là khó, Đấy là từ uen, từ này thì có nghĩa là, xa vời viển vông, ừ, là nó không thực tế, hay là không có tác dụng gì cả, Đó, thì chúng ta sẽ thấy được câu này sẽ dịch là gì nhỉ. Đúng là trong cái thời đại mà Kagakuteki Hake no Negau Tức là cái thời đại mà chúng ta đang um, Rất là cần những cái phát kiến Những cái phát minh liên quan đến Khoa học ừ. Thì Cái Mỹ Tức là nói thay cho cái từ nghệ thuật đúng không Nó như là một cái khái niệm Nó được được cho như là một cái khái niệm mà Rất là viển vông xa vời Và chỉ cần chúng ta đào sâu Làm triệt để cái phần giáo dục về Máy tính một cách trực tiếp thôi

đây là câu kết vậy là mọi người thấy hai từ trước mình chưa dịch đến câu kết này thì mình thấy là hai cái phần này phần trên và phần dưới mình đọc ra mình đã thấy là tác giả thể hiện cái ý nghĩa rất là đối lập rồi, đúng không giữa cái việc quan niệm về nghệ thuật ở nước ngoài và ở nhật bản nó như thế nào và kết thì tác giả có cho một câu mình sẽ dịch là vậy là dù là về lĩnh vực khoa học hay là về lĩnh vực nghệ thuật đi chăng nữa thì khakak ni tekinimo 美しいものを創造しようとする感性と必要な努力が利用人となって新しい境地を開くのです no Cái no này chúng ta sẽ dịch là um, Cho dù là mang tính khoa học hay là cho dù mang tính nghệ thuật đi chăng nữa Thì nếu như chúng ta kết hợp được cái nỗ lực không ngừng nghỉ Ở đây chúng ta có từ shichiyo Tức là liên tục không ngừng nghỉ, ngoan cố, kiên cường Rất là nhiều cách để dịch Kết hợp được cái nỗ lực không ngừng, không ngừng nghỉ với cả cái cảm tính tạo ra một cái thứ gì đó đẹp đẽ thì chúng ta sẽ mở ra một cảnh giới mới Vậy thì chúng ta đã đọc hết được bài đọc này rồi Bây giờ chúng ta tóm gọn lại nội dung của bài này Bài này đang là một bài đưa ra so sánh hai vấn đề Đấy là nghệ thuật ở nước ngoài cũng như là nghệ thuật ở Nhật Bản Mọi người thấy đọc xong nội dung thì mọi người thấy là nghệ thuật ở nước ngoài thì được chú trọng đúng không? Còn ở Nhật Bản thì thực tại là nó đang không được chú trọng rồi bây giờ chúng ta đi đến phần đáp án Như lúc nãy thì chúng ta cũng đã dịch qua phần đáp án từ trước khi làm bài đọc rồi đúng không? Vậy thì mọi người sẽ thấy là Câu 1, câu 1 ở đây, cái nội dung của câu 1 nó rất hợp lý luôn với cả bài đọc Đáp án của bài này là câu 1 nha mọi người ừ. Ở đây câu 1 thì cũng đề cập đến chuyện là Ở Nhật Bản thì nghệ thuật đang bị xem nhẹ Nhưng mà có vế đằng sau này Tức là cái việc mà nuôi dưỡng cái cảm tính đối với cả nghệ thuật Để mà sáng tạo ra một thứ gì đó thì rất là quan trọng Cũng được đề cập đến ở cái câu cuối của bài đọc rồi đây, Câu 2, câu 3, câu 4 chúng ta xài ở đâu nhỉ? Đi thi thì... Thực ra là cái phần đáp án rất là khó Mọi người sẽ rất hay bị đánh lừa bởi các cái đáp án Cái đáp án nó đưa ra thường nội dung cũng na ná với cả bài đọc á Nhưng mà nó chỉ sai những cái điểm rất là nhỏ thôi Ở câu 2 này thì mọi người thấy là Câu 2 này nó đang nói về cái phiền giải thích Tại sao lại cái thời gian cho cái mỹ thuật lại bị giảm đi đúng không? Đúng, thực tế là trong bài đọc có đề cập đến chuyện là mỹ thuật bị giảm đi, mất đi trong cái việc đào tạo ở trường lớp Nhật Bản. Nhưng đây không phải là nội dung chính của bài nhá mọi người nhé. Nó chỉ là một cái ví dụ để thể hiện ra rằng là ở Nhật Bản thì nghệ thuật đang bị xem nhẹ thôi Câu số 3 Ở đây, câu số 3 thì bảo là Nên cung cấp nơi ở giá rẻ Hay là tôn trọng về Những cái nghề là ngành nghề nghệ thuật Ở Nhật Bản Giống như nước ngoài Nhưng mà ở trên bài thì không hề đề cập đến cái chuyện là tác giả muốn là ở Nhật Bản cũng phải uh, Tôn trọng nghệ thuật như vậy đúng không Nên là câu này cũng sai rồi Câu số 4 thì nội dung của nó là gì nhỉ? Nó nói đến là gì? Cái nghệ thuật, cái bi tức là vẻ đẹp hay là nghệ thuật nói chung là cái thứ mà nó làm rất là quan trọng, nó làm cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn đúng không? Thì ở trong bài đọc chúng ta không xuất hiện. Thế nên là câu này cũng sai. Vậy thì đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án 1 nhé. Vậy là vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn một bài đọc trong trình độ N1. Vậy nếu có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để cô sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.